Hello và chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Guru MC đây. Và hôm nay mình và Yuri còn phải sinh tồn trong Real Grad với chế độ Config Hardcore cực kỳ khó. Và chuyện gì sẽ xảy ra với bọn mình, các bạn nhớ đón xem hết video của mình nhé. Và đây là series đầu tay của mình với Unicorn. Lúc trước thì mình có làm chung với tín đầu tay rồi, thì hôm nay thì mình sẽ làm chung với Unicorn. Và đây là series đầu tay của mình với ông Dương luôn. Và nếu như mọi người ủng hộ mình với ông Dương làm chung với nhau á, thì các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh giúp mình nữa nha. Và nếu các bạn thấy video của mình hay, các bạn đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nữa nhé. Giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Đầu tiên cần làm là cái gì? Chặt gỗ. Let's go. Rồi, chặt gỗ đi. Đi, chặt gỗ tôi. Đi chặt gỗ đi. Sao không đi? Ông đi, tôi đi theo. Ok. Ui, mới vô nó lát, hơi lát xíu nha. Cái gì vậy ta? Sao chặt hơi lâu vậy? Đố không chặt được. À, ông nhặt mấy cục đá đúng không? Giờ đầu tiên là ông đi kiếm sỏi đi. Ở trên kia có ngôi nhà gì không? Có cầu thang gì kìa. Mấy cái kiến trúc á. À. Rốc. Cái cây gì đó. Rốc hả? Ông đi kiếm sỏi đi. Ở đây. Rồi. Sỏi nằm ở ngay mấy bên mấy sông. Cái hồ hoặc là mấy con sông á. Chỗ này không có ơi. Cái này có mà đây nè. Đâu? Cái kia không có, không đóng bòm đây luôn. Ủa đâu rồi, ông đi đâu vậy? Ôi, tôi kiếm được vàng trong đây nè ông ơi. Bên đây có bò, nè. Cái dòng sông ở sau nè. Nếu ông muốn sống sót, ông phải nghe lời tôi. Gì ghê vậy? Nếu không là ông sẽ đi gặp gặp gì? Gặp ai nó không biết nữa. Gặp ai? Gặp Dương đúng không? Dương ơi, Dương ơi, bên này có bò Dương ơi. Đừng có giết nó, đừng có giết. Sao vậy? Không, không có nên. Ủa? Nghe lời tôi. Bây giờ không giết nó sẽ lấy vàng ba. Không có nên, đừng. Ai da, Dương để mình chết đói không mọi người. Dương tồi quá. Không ai thôi với Dương cả. Không để tôi chết đói gì. Tôi có sỏi nè. Rồi đi, ông lấy sỏi này nè, đó. Có sỏi chưa, ông có chưa? Rồi. Đi theo tôi. Đi. Ây da. Đi. Đau. Đau nữa hả? Giỡn hoài. Chảy máu chân rồi nè. Nè, thấy cục đá không? Thấy đá này không? Đọc. Đó. Bỏ ra được cái gì? Này. Được cái gì? Cái feeling được nè. Cái mảnh. Được cái mảnh. Mảnh đá lửa đó phải không? Nè, sau đó đập gậy. Đó gậy. Trời ơi. Có gậy chưa? Có gậy rồi, có gậy rồi. Rồi chế một con dao đi. Ông lấy cái flint đó, với cái que, ông chế một con dao. À, chặt cỏ đúng không? Chặt cỏ. Rồi, chặt ít thôi, đừng chặt nhiều á. Thôi à. Rồi ông chế cái này nè. Chế mấy sợi chỉ. Rồi. Xong rồi. Rồi chế chưa? Rồi. Rồi ông lấy que, ông chế một cái rìu. Ông có que chưa? À. Hoàn thành. Đó, rồi, chặt gỗ đi. Đừng có giết mấy con quái nha. Đừng có giết mấy con cụ, con bò dưới chân nha. Kỳ, trong giết nó sao chơi. Nhìn đói. Ông giết là tôi với ông tắt ra ăn nước nơi đó. Ôi, cái cây ngã ông ơi. Cái cây ngã chết con cụ luôn kìa. Đúng là, đúng là một tội ác tày trời. Tất cả là tại Dương. Coi chừng đó, ông giết mấy con đó là ông dễ đi lắm. Yeah. Ông nhìn nó nè, ông nhìn con cù con bò vậy thôi, chứ ông giết nó là găng ma đó. Chừng nghe ghê vậy ba. Đó, vậy đó. Có lẽ ông đó hù, ông đang hù tôi vậy. Ừ, tôi hù không mà. Thì ra là hù tôi. Thế nào chứ. À, tôi có bàn chế tạo rồi nè, khỏi chế nữa. Cái gỗ không ơi. Chế tạo là cây... Đây, tôi có cái cốt luôn rồi nè. Đá mấy đâu ra vậy? À, cái róc. Ừ, ông lượm mấy cái hạt á, lượm mấy cái hạt đá dưới đất nè. Rồi ông... Ok rồi. Nè, lên đây Google. Lên đây Google. Có một cái cúp. Đâu. Đây nè. Cái gì á? Ông thấy cục đá này là cục đá bình thường phải không? Ừ. Nè. Ủa, tôi sẽ cho ông xem.
đào ra róc róc. Ôi, không sao không sao rồi, đi đi được rồi, rồi đừng có đau nhiều quá, đừng có đau nhiều quá. Kỳ vậy, đào tôi đi, đào nhiều quá cũng chết. Ừ, đào nhiều quá cũng chết nữa đó. Ô, mình muốn chỉ đào được sắt à? Ông phải lên cấp. Giờ ông biết việc tiếp theo của mình là đó là gì không? Làm gì nữa? Đi kiếm làng. Đi, đi kiếm làng. Let's go. Làng ở đâu? Ông hỏi tôi đi kiếm mà ông hỏi tôi. Anh xui. Đó ông giết rồi, ông giết mấy con đó thì ông được kinh nghiệm, ông lấy kinh nghiệm đó ông nâng cấp cái skill của ông lên. Tôi có đứng sát con gà quá nghe, đứng xa xa anh chút. Giết con bò cũng được nè. Ờ. Mà giết coi chừng, ông biết không? Biết 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 biết. Cẩn thận. Be careful. Be careful. Cái con xanh 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 này nó có nguy hiểm không? Thôi thôi đụng đụng. Đừng có đụng mấy con đó, tôi cũng nhớ là nó có đánh mình hay không nữa. Ở bên đây có một con rồng. Hả? Con rồng ở cái hướng đó sao mình đi ra? Bên đây có một cái nhà sĩ nào không? Trời ơi, có đồ á. Không đi đi, tôi không có mắt. Con rồng bên đó sao mà đi? Rồi tiêu rồi, Google ơi. Ờ, đi xuống hang, xuống hang, xuống hang, xuống hang, xuống hang ơi. Hang bên này dương ơi. Bên này dương, bên này dương, bên này dương ơi. Ôi, đừng có xuống hang. Ông nghĩ xuống hang là an toàn hả? Thế sao? Đi, đi qua đây với tôi nè. Vô, chạy vô ơi. Cái gì vậy? Cái hồ nước có gì vậy? Chê nha. Cái hồ nước vậy là chê cho Dương. Cái hồ nước bấy bật hả? Tưởng cái hồ hồi máu như mình chứ lại đó nó đập đống đống gì vậy trời. Ôi tới nơi đó Kuro ơi. Tối rồi, tôi đang làm cái bàn lò nung nè ông. Tôi sẽ nung một ít thịt. Ủa mấy cái con này. À! Chạy đi Dương, bên này Dương ơi, bên này Dương ơi. Nghĩ cho coi. Rồi xong đi không nổi luôn rồi, chết Dương rồi. May không? Cái con gì ta? Nó bỏ cuộc ông ơi. Đi qua tôi nè, đi qua tôi nè. Nó chết cha, nó rượt tôi rồi. Hồi quá. Đi ra biển nè ông, đi ra biển nè ông. Ra biển hả? Tên nung ăn bên này. Cần bao nhiêu để chế được cái... Ôi cần 3 len mới chế được một cái túi ngủ ông ơi. Ông có cù không? Mày. Mày hả mày? Mày bắn quýnh Dương hả mày? Này thì quýnh Dương record hả mày? Tôi quýnh nó chết không? Ê có con rock ở đây nữa nè. Ui 3 2 1 chạy. Dương ơi, tôi đến với ông đi. Đây nè, đây nè, đâu? Chạy ông ơi. Con gì cơ? Con gì á, con gì giống con thằng lằn á. Ông thích ăn không? Thích ăn nè. Nè. Dạ, tôi hơi bị khát nước luôn rồi ông ơi. Uống nước đi ông. Đây, sữa ấm, sữa ấm, sữa ấm. Chừng uống nước bị vun đó nghe không? Sữa bị ký sinh đó. Chậm cái ký sinh hả? Có ký sinh hả? Ừ, có chứ. Ghê vậy. Ở đây thì mình nên đấn gì trước ta? Tấn công hay là farming trước? Tôi hả? Tôi nâng cái farming trước á. Để tôi kiếm làng. Ê ê, con cua ông ơi, con cua ông ơi. Trời ơi, né mấy ông ơi. Ai là... vậy ta? Nó cần kêu mình. Ôi ơi rồi. Sao không vô? Tôi gãy giò mùi. Con cua hoàng đế à. Ôi thần biển chú ơi. Rồi tôi đi ông ơi. Tôi đi rồi ông ơi. Chết đuối khi đang trốn chạy. Qua đây không? Qua đây lại đi không? Trời ơi, gặp mấy con gì không vậy nè.
Ông có chỗ quay stone hả? Ờ. Trời ơi. Tôi đợi, tôi nghĩ là tụi mình nên đợi buổi sáng á. Ôi, đồ ở đây quá trời luôn á, mất hết ông ơi. Quái quá. Con cá sấu, con cá sấu, cá sấu, cá sấu. Cái gì mà lắm cua thế này? Dưới. Rồi quá mệt mỏi là dưới á. Khuyết hả? Ờ, nó cắn lên đầu là chết luôn á. Xuống lưng ông kìa, xuống lưng ông kìa, nhưng mà xuống lưng ông kìa. Nó leo cây kìa. Ôi, sư tử kìa. Cái gì mà. Đứa bắt được em, đứa bắt được em, đứa bắt được em ý, đứa bắt được em ý, đứa bắt được em ý. Đi, chạy ra biển rồi ông ơi. Lấy đồ không ông? Ờ, con cua còn ngoài đây nữa nè. Hướng này nè, hướng này nè. Rồi làm sao mà lấy được đồ đây? Ây da, cua nhiều quá. Ở dưới nước có mấy, ở dưới nước có mấy con cá bự lắm ông ơi. Thôi đi, đi ông, ông đâu rồi, ông đâu rồi, bỏ đồ đó đi ông. Trời, ở dưới nước đây nhiều mấy con này vậy. Thôi bỏ đồ đó đi ông, đi đi đi, đi chỗ khác chơi ông ơi. Chết rồi, tôi bị nặng rồi. No, tôi không muốn bỏ đồ đâu ông ơi. Dương ơi, tôi nghe tiếng rồng Dương ơi. Nè, trên đầu mình kìa. Tập một thôi bất ổn đây trời. Một bất ổn quá. Tập một thôi bất ổn đấy. Ê, quay lại đi, chắc mấy con quái nó spawn hết rồi đó. Tôi không biết có spawn không, nhưng mà dưới nước có đóng luôn á. Đây gì đấy, con gì đấy. Thôi nhiều boss gì không? Đi đi theo tôi, đi theo tôi. Ok, đi theo ông nha, dẫn đường nha ông. Ok, dưới đi ông. Hay quá. Chiều hồi ra mấy con kia đi. Thấy nó chiều hồi ra thiệt thì... tôi ở đây có cái áo này không? Đánh dấu waystone đi không? Đánh dấu waystone đi. Đánh dấu rồi. Đi này này này, xuống đây, xuống đây này. Cái nhà là cái nhà xịn nhất nào? Hỏi nhà gì xịn nhất? Nè. Sao không biết? Ui, cô. Trong đây có len, có hệt tôi hết nè. Ghê hả? Có giường nè. Nung cái thịt heo chín. Ơ, heo bạc, mình ở đây luôn đi. Có giường nhà ngủ nè. Ừ. Ngon đấy. Trên này, trên này, trên này, trên này giường. Mình làm được cái đồ nước uống đúng không? Đây len quá là... trời nè. Đây gỗ quá trời nè Dương. Cần giả thuộc không ơi? Đây gỗ quá trời không nè. Cần gỗ. Gom về đi ông. Gom về đi. Ông chỉ lấy da thôi đúng không? Ừ, lấy da thôi. Ủa, này. Đây có áo giáp nè. Con này không có da hả? Ai là gì đâu chạy ghê trời. Mấy cái con này muốn đánh mình không ta? Đúng đam không? Ủa, chiếc thuyền này ông chưa có đi phải không? Chiếc thuyền hả? Ờ đúng rồi, chưa đi qua bánh không rồi. Tôi nhớ dưới đây có đồ hay sao á. Rơi cho mình cái gì trời. Lâu quá không chơi, giờ chơi lại quên tiêu hết trơn rồi. Chắc tôi đi qua, quay giờ ông xem thử. Đúng rồi, tôi chế cho ông thêm một cái kia để mà hồi mấy, phục mấy cái con, phục cái con rốc. Mấy cái con xanh 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 á, Dương. Dưới đâu có da không ta? Ừ. Đây nè. Không. Tôi nghe tiếng rồng hay sao vậy? Kế bên mình mà. Trời ơi, sao không có da? Tại sao vậy? Bộ luôn á. Ông phá chỗ này ra đi, ông phá cái chỗ này. Chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào. Tôi làm hai cái là đúng, hai là đúng rồi nha.
Ông phá mấy cái mấy cục đất sét này ra đi. Hai bên luôn. Chó rộng hả? Tôi để rương á. À. Hai đi luôn ha, chứ để làm gì? Chắc chổi quá. Rồi. Ok. Trong đây thì chú lóc đi ha. Trong đây mình để chú lóc thôi. Ủa, có hắc chỉnh thạch luôn hả? Ghê vậy ta. Ủa, tôi nhớ tôi nung than gỗ nhiều lắm mà. Nè, tôi đang giữ nè. Ok, cái để giữ cầm đi không? Cầm nó đi rồi là mình cần đến. Umbilasibo, hy vọng không dính con Yun sáng. Ok, không dính ông ơi. có hiệu nghiệm. Nhà cái máy này cái gì không biết nữa. Có. Bữa đó đông lắm. Ông đâu rồi? Đi ra cái chỗ mấy con cua không? Bị theo mà theo mà. Nhìn ghê thật sự ạ. Là sao cho cái đuốc nó phát sáng vậy ta? Ây da. Nó làm cho phát cái chân trái nó hư luôn. Đợi đi không? Giờ đợi thôi. Nhường. Ơ, có thức ăn của nhện đó hả? Hay vậy. Ơ đợi đi ông. Có con nào hết trơn không ơi? Ít hơn ngày đầu nhiều luôn á. Hay là do chỗ cái làng mình nó có ta? Ôi, trên kia có mấy con gì kìa. Gì vậy? Đây tôi dòng. Đi qua đây đi. Có con scare đây nè. Coi chừng nó bắn trúng đầu nha. Bắn cái chết luôn. Ôi, con chuột nữa kìa. Chuột nhanh lắm nha. Chuột thì nhanh lắm á. Ờ thôi bỏ đi. Rồi luôn. À. Sao không có con nào hết? À. Đây ông ơi. Ê. Nó kìa ông. Đây nè ông ơi, đây ông ơi. Bên chỗ tôi nè. Ôi. Ê ơi. Google ơi. Cứu tôi ông ơi. Ôi tại sao nó nhắm leo vô không? Đau quá. Ý à, gãy giò ông ơi. Tôi không gãy giò, tôi chữa trị thôi đã. Không ổn lắm. Không, hồi nãy con đó nó nhắm vào tôi thì đỡ hơn. Chữa trị ông ơi, không là hết. Anh nè, tôi chia cho ông nè. Ông lụm đi. Quên nữa. Lấy cái đó cho nó ăn nha. Ôi cái gì đâu ơi, sư tử ông ơi. Sao nó không được tôi mà được ông vậy? Nó thấy tôi trước á. Tôi trốn kỹ quá. Giờ sao? Lại thấy ghê quá à. Không, tôi lụm được đồ ông ơi, không sao. Nó gượt tôi nữa kìa ông ơi. Được không ạ? À? Tôi dữ vậy trời. Ơ kìa xe lông, có con róc kìa. Ê, bạn ơi. Ủa nó không ăn thịt này rồi. Trời ơi, tôi bị con sư tử con giết à. Gì này. Nó rắc con ghế bơ kìa ông ơi. Nó không ăn thịt, nó ăn thịt gì? Này nhá.
Một róc rồi. Ông ăn thịt này hả? Ông cho ăn đi. Ăn được không? Nó ăn được không? Không ăn được. Ồ gì không phải thịt này rồi. Tôi nhớ là anh ăn thịt này mà. Tôi gãy giò rồi ông ơi. Ăn đi thằng quỷ. Ăn đi, đừng gấp tôi đi nữa, gấp tôi đi không? Ăn đi. Ui. Thôi quá, thích gì? Thịt này không phải hả? Đang ăn cái gì vậy? Một róc rồi. Để thử lần cuối thôi, phải nó. Ê. Come here boy. Trời ơi, nó không ăn thịt này ông ơi. Đi gấp đi lên, gấp xuống à.